dẫn con đi chơi. Ông làm ngựa nhong nhong cho con vui đùa, có gì ngon là ông dành hết cho con, có gì vui là không quên con bao giờ. Ông không hay nói yêu, nhưng trong lòng ông bao la tình yêu cho con và cho cả nhà ta. Con yêu ông biết mấy, mong sao ông bên con mãi, dù có những lúc ông buồn phiền vì con. Bố được như ngày hôm nay chính là do ông bà dạy dỗ, chữ hiếu không quên dù một ngày, không có gốc thì là cây đổ. Hồng linh cốt bóp tay chân, quên mệt mỏi giãn cơ gân. Điều ông cần chẳng vàng bạc là điều khác từ trong tâm. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có ông bà thì mới có bố mẹ, ta phải nói không với những điều khó nghe. Yêu thương nhiều khi không cần nói ra, chữ hiếu kia chẳng có gì khó mà. Hành động xuất phát từ bên trong, yêu thương này mới là bên trong. Con hay rót nước cho ông, và con nhổ tóc sâu cho bà. Hồng linh cốt là ông bà thích bao năm, bố con ta cùng xoa bóp cho ông bà. Con yêu ông biết mấy, con yêu bà lắm đây, và con yêu hết cả nhà ta. Hồng linh cốt cảm ơn nhé, đã bên ông bà con để gắn kết yêu thương. Bố được như ngày hôm nay chính là do ông bà dạy dỗ, chữ hiếu không quên dù một ngày, không có gốc thì là cây đổ. Hồng linh cốt bóp tay chân, quên mệt mỏi giãn cơ gân. Điều ông cần chẳng vàng bạc là điều khác từ trong tâm. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có ông bà thì mới có bố mẹ, ta phải nói không với những điều khó nghe. Yêu thương nhiều khi không cần nói ra, chữ hiếu kia chẳng có gì khó mà. Hành động xuất phát từ bên trong, yêu thương này mới là bên trong. Con hay rót nước cho ông, và con nhổ tóc sâu cho bà. Và con rất thích hát cho ông nghe, và con rất thích đệm đàn cho bà. Con yêu ông biết mấy, con yêu bà lắm đây, và con yêu hết cả nhà ta. Hồng linh cốt cảm ơn nhé, đã bên ông bà con để gắn kết yêu thương.